cái tính công ti là cái chuyện của cái bà kia kể người ta đi, mà sao mà tính công làm ghê gớm quá vậy? Bà nào anh? Cái bà gì mà đại gia gia bộ con mẹ gì đó nó không biết, nhưng mà nói thiệt mà sao mà thấy gì đâu mình tính công hoài vậy? Tấn công là sao anh? Ý là tôi nói đó, bà đó bà xạo thì kệ bà đi, nói thiệt luôn. Nhưng mà thí dụ như mà bắt quá có gì đâu mà phải mình kêu phải là bắt buộc phải lên cộng đồng mạng xin lỗi, của cộng đồng mạng đâu có là cái thứ gì đâu. À, có nghĩa là anh nói là cộng đồng mạng không có ra cái trò chống gì hả? Chứ mỗi lần là đăng lên là tụi nó chỉ biết vô bình luận thôi, nó thiệt luôn. Còn ví dụ như trừ khi mấy người mạnh thường quân thì chính xác, đúng rồi, mạnh thường quân thì tao phải phải xem xét này cho nọ, chứ còn mà để cho mà cho tiền cho nọ thì là cái đó là nói chung là thiệt thòi của người ta. Anh tên gì vậy? Mình tên Trung có gì không? Anh Trung, anh Trung ở đâu? Mình ở Sài Gòn á, Ở Sài Gòn luôn hả? mình ở quận nhất à. À, quận nhất nhưng là mà dân, quận nhất là nhưng dân mà giàu không á? không, anh này là anh anh sinh năm mấy anh Trung? mình dưới 81 thôi, nhưng mà Nhiêu ý anh mình sinh năm mấy á? 81 còn nhỏ Sinh lắm. năm 81 là năm nay anh cũng được 40 mấy tuổi rồi. Nhưng mà ý là tôi nói vậy nè, tôi nói thấy nói chung mình thấy gì đâu mà lên tấn công, nói chuyện cái chuyện nó không có đáng Chị mà không đáng rồi, lỡ thí dụ mà một người nào đó là hàng một hai người gì đó mà vô đầu tư vô trang trại nuôi nuôi lương đồ này nọ thì bị ảnh hưởng rồi sao anh? rồi nè, nói cho anh nghe luôn nè, Rồi anh nói đi. anh nhớ mà cái mà anh quay xuống kia Xuống đâu? không, xuống dưới tận nhà bà không? Nhà trọ đúng không? Đúng rồi, mà bà chủ trọ bà cũng nói rồi, bà cũng kêu thôi đi ra đi, còn chừng nào người ta chừng nào có lường gạt gì đó thì cái đó là đấy. Còn Nếu mà bọn cái em này không em ngăn ngừa trước rồi, lỡ mà gia đình hay là dòng họ của anh mà bị như vậy thì có phải là gọi tới cộng đồng mạng lại giúp không? trời ơi, em nói với anh nè, người ta trên mạng thì người ta có việc người ta cứ nổ thì kệ mạng người ta. Nhưng mà Có nghĩa là mạng thí xa ý, theo cái quan niệm của anh là cứ ai muốn nổ trên mạng là cứ để cho họ nổ, không ảnh hưởng tới mình là mình không xía vô. dụ như không phải vấn đề không phải là không xí vô, nhưng mà thí dụ như là người ta có nổ gì ấy, nhưng mà biết ấy chừng nào mà có ảnh hưởng gì tới gì đó thì ấy. Còn này Thì cái có gì nghĩa là anh đâu nói như vậy là chẳng khác nào nói là anh nói là ví dụ bây giờ người ta muốn nổ gì quyền của người ta, khi nào ảnh hưởng tới mình mới làm đúng không? cái chuyện mà trên mạng thì người ta có quyền, người ta muốn ấy gì kệ người ta, Có nghĩa là trên mạng này là ai muốn nói cái gì thì nói sai sự thật cũng được luôn. ủa thì cái đó là trên mạng của người ta thì kệ người ta đi. Còn gì mấy anh mà tối ngày cứ tấn công phải mình đưa vô mà kêu ủa xin lỗi gì, nếu mà gặp tôi thử mà kêu mà phải lên mạng đính chính xin lỗi thử rồi có không? Anh không xin lỗi luôn. Ủa Mà nếu mà tôi mình có làm sai mình phải tôi mình chưa phải lỗi mình chứ anh. nè, tôi nói cho anh nghe, tôi chưa có làm bật lòng tới ai, cũng tôi cũng chưa có mà làm cái gì mà để mà mất cái tiền gì của người ta hết, thì lấy đất gì mà tôi phải lên mạng tôi phải xin lỗi. Nhưng mà anh lên cộng đồng mạng anh chửi, thí dụ mà bây giờ nè, thì bây giờ anh là một người đàn ông mà anh lên trên mạng anh chửi một cái người phụ nữ tầm bậy tầm bạ đó, rồi anh có sai không? Cái đó thì đúng, Còn thì cái cái này đó là mà đúng. chị này, chị nữ đại gia bò này lên trên mạng nói là đàn ông của mình là thua cái mảnh đất xéo, thì theo như anh là đàn ông là anh binh vực là như thế nào? Không phải là nói tiếng mà mảnh đứt xéo gì, cái đó thì tôi không nói tới nhà, nếu mà Tại bản cái sao đó anh nói, thì nếu mà anh có góp ý cho em đúng không, mà là anh phải nói, em hỏi anh những cái câu đó anh trả lời được với em đi. ủa cái này nè, tôi coi tôi không có nghe là về cái vụ mảnh đứt xéo đó. Tại vì anh xem là anh xem được cái video giữa hoặc video cuối, anh không xem được từ đầu tới cuối cho nên anh không có hiểu. Anh 40 mấy tuổi rồi anh không có hiểu được vấn đề gì cả, anh hiểu không? Tôi chỉ thấy coi cái video tôi thấy anh lại anh Thái là cứ nói là phải bắt buộc bà này phải lên trên đây phải xin lỗi cái này cái nọ, còn mà cái đó thì đúng thiệt là cái đó là tôi không có biết là nếu mà bà có nói cái đó thì là sai. Còn tôi coi tôi thấy anh gì đâu mà
cái chuyện với anh Thái cứ kêu à bắt buộc bà này phải lên cộng đồng mạng phải xin lỗi này, không phải ấy này nọ, cái có cái chuyện đó, chuyện đâu có gì mà phải mà phải ấy. Còn nếu mà anh nói mà cái bà mà có nói về vấn đề mà cái mảnh đất xéo gì cái đó thì thực chất thì cái đó nếu mà vậy thì bà phải lên xin lỗi những người đó thì cái đó đúng. Và Còn anh này thấy ở đây đăng tải những cái video lên thì khán giả và những cái người người ta bình luận vô thì cũng đã bị chửi. Thì anh là có một người cũng xem và anh xem vô được có một người đó xúc phạm đến mình thì anh nghĩ như thế nào? nếu mà nói về xúc phạm, nếu mà đàn ông á gặp một thằng đàn ông mà nói về xúc phạm gì cái đó thì là tôi là cái đó nếu mà nãy giờ tôi nói vậy là sai. Nhưng mà tôi lên á tôi coi tôi thấy gì đâu mà Ủa sao đang nói tắt lên trong? tại vì máy hết tiền thôi Trời, rồi ở quận nhất giờ ông chết rồi hết tiền vậy? giỡn hoài. Anh tôi đã nói rồi, tuy tôi ở quận nhất nhưng mà tôi đi làm công chứ không phải vậy. À, rồi rồi Khi rồi rồi anh nói là em làm như vậy là sai đúng không? Về nữ đại gia. là em nói vậy nè, Ừ. nói chung là nói thiệt với anh luôn, em không phải là binh vực ai hết á. Sao nãy anh nói em làm như vậy sai mà. Thì đó, nhưng mà ý là em nói đó anh, sao mà dạng như em mà ngồi em coi mà cứ qua clip mà mấy mấy giờ nhưng mà bao nhiêu clip thì cứ lên mà tấn công vậy chi. Nói chung đối với em là không có, ý là em nói đó, ví dụ cái con mẹ nó sai thì kệ 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 mẹ, nhưng mà mắc mớ cái gì mà phải lên tấn công hoài, phải À. kêu xin Rồi lỗi có các nghĩa kiểu cho là ở nọ. trên cái mạng xã hội này á, cũng như ở ngoài xã hội á, nếu mà cái chuyện gì đụng tới mình nó làm, còn không cái chuyện của người ta là cứ im xuôi để cho trước mặt người ta muốn làm gì làm, đúng không? Nếu anh nói vậy là sai rồi, Chứ anh nói rõ ràng. vậy những cái chuyện mà quan trọng hơn đó, sao mà không có mà tấn công mà sao Quan mấy trọng hơn chuyện là nhỏ quan nhặt trọng cái về vấn đề nào? Bây giờ mà em không ngăn ngừa trước thì có những người đàn ông như anh vậy đó, rồi thấy như sự thành đạt, rồi đầu tư vô, bỏ tiền vô, đúng không? Rồi sau này bị gạt, bị lừa này nọ xong rồi đi lên cộng đồng mạng kêu những anh em YouTube lôi những cái chuyện này ra. cái đó là tại vì mấy ông đó ông ngu thì Thì ông ráng chịu. bởi vậy mình không ngăn ngừa tại vì mình có lòng tin và lòng tham. Mình phải ngăn ngừa trước chứ anh. Thì mấy người đó, tại mấy người đó có lòng tham thì người ta gán Anh chịu. ở đây không nói ai là ngu, chưa chắc gì mình đã khôn hơn người ta, đúng không anh? Chính xác, nhưng Hả? mà ý Cho là nên em mà đừng nói anh nè, đừng bao giờ anh nói là cái gì mấy người đó ngu, không là không đúng. ủa thì mấy người đó có lòng tham thì gán chịu thôi chứ có Như gì đâu. anh có lòng tham không? Anh thí dụ anh đi làm công người ta lộ lương tháng 5 triệu đi, anh có muốn là tháng sau hay làm cố gắng lên làm muốn làm lên 10 triệu không? Không, Hay là anh tại muốn làm vì tháng 5 triệu hoài suốt đời khi mà anh ngủm của tỏi rồi cũng vẫn 5 triệu. không, chung là không giờ làm công, chung là làm tự do mà nên đâu làm công ai đâu, mà thì ăn có thì ăn còn không có thì thôi. Cho nên là mình làm mình để làm gì, em muốn làm là làm dẹp cái những cái mạng xã hội mà tào lao mới lao, anh hiểu không? Nhưng mà ý chung nói anh làm thì nhiều khi tôi nghĩ cũng đúng, nhưng mà nhiều cái đó đừng có ép quá, mà anh lên mỗi lần anh lên là anh phải giống như là, bởi vì mỗi lần anh nói một cái thì còn cái đám mà cái trong cái mạng là chung thấy rồi, cái tụi này là nó hùa không à, chứ còn tụi nó cái đầu của tụi nó cũng toàn là mấy đứa trẻ không, nó lên rồi cứ nhắn tin là nó hùa theo không à. Còn nếu mà Là anh ý là nói ai nhắn tin là cái đám mà dạng như mà nó nhắn tin để nó like rồi xong rồi nó có nghĩa là nói là những cái bình luận đúng không? chính xác À, đó. anh ơi Còn cái đó là những khán giả người ta rất là thông minh, người ta xem những cái không không video không và thông người minh ta đâu, nhìn nhận được người ta không rất không là thông minh. không không thông minh đâu, Không tại thông vì minh. À, nè tại sao anh khẳng định người ta bình đó, luận vô mà những người đó là không thông minh? tôi nói thiệt luôn nha, Ừ. tôi coi á là biết bao nhiêu mà cái nói chung là nè, vừa Phúc Nghĩa nè, vừa gì Nói Thanh chung á, anh bây giờ TV anh xem như thế nào nhưng mà anh nói những khán giả người ta bình luận này nọ, anh nói như vậy là anh sai đó.
Anh bốn mươi mấy tuổi, anh suy nghĩ như vậy là cái đầu anh có, em nghĩ là giống như một đứa con nít. Rồi, à, một đứa con nít vậy nhưng mà nó thiệt. Còn cái đám mà bình luận đó là nó phải theo, nói chung là nó theo cái thử thử mà vô mà chẳng hạn giống như là ông Nghĩa 70 đi. Một cái clip nào mà đưa lên mà ai mà chê một cái là nó chê dài hết. Còn cái clip nào mà khen cái nó khen dài hết, nó vậy đó. Tại không phải anh, nếu mà anh suy nghĩ gì anh hoàn toàn sai, tại vì nếu mà anh làm đúng thì không ai chửi anh cả. Nếu mà anh làm sai thì người ta bình luận, người ta chửi anh bình thường. Anh hiểu không? Bây giờ anh làm đúng đi, anh làm đúng đi ủng hộ anh đó. Còn anh làm sai là có quyền khán giả người ta vô người ta bình luận. Khán giả người ta rất là thông minh. Tôi nói anh chính anh không hiểu thì có đó. Rồi anh cho rằng em không hiểu. Bây giờ tôi nói với anh vậy nè. Ví dụ đi. Đúng không? Bây giờ tôi nói ví dụ đi. Là tôi giờ với ông nghĩa là thấy là tào lao bắt thế rồi đó. Này tôi nói thiệt luôn, tôi giờ thấy ông nghĩa là từ lâu rồi tôi thấy tào lao quá xế rồi. Nhưng mà vô mà cái clip đó bắt đầu ai mà khen một cái là trời quyền đám nó khen hết. Không, anh suy nghĩ, tại vì khi đó cái clip đầu tiên á là chú Nghĩa, thí dụ chú Nghĩa đúng thì người ta khen không. Còn nếu không, mà làm sai thì người ta chửi là bình thường, như chẳng hạn như anh làm sai người ta có quyền ta chửi anh. Nói anh không có hiểu, không phải là clip đầu gì tôi coi. Ý anh nói là khán giả chỉ đó, giống cái clip đó hay là một cái gì đó. Khán giả vô bình luận một chiều đúng không? Nó toàn một chiều không mà. Không, anh suy nghĩ như vậy là không biết là... Nói chung là tôi nói anh nghe nè. Không, bây giờ cái vấn đề bây giờ chú Nghĩa bỏ qua bên, bây giờ hai anh em mình nói chuyện cái nữ đại da bò. Nãy giờ anh nói là về câu chuyện nữ đại da bò là rồi, em làm rồi, như vậy rồi, là rồi. Hoàn toàn sai, đúng không? Thì tôi, tại tôi thấy nếu tính ra là hôm qua nay tôi coi là lên là 4-5 clip rồi đó. Mà anh với lại Nghĩa mà cứ tấn công mà phải xin lỗi. Ủa? Bây giờ tôi nghĩ trong đầu thì ủa có gì đâu phải xin lỗi. Bây giờ rồi ok, anh đã nói rồi, em chấp nhận anh là anh cái điều đó anh nói anh đúng nha. Bây giờ anh đây em không biết anh là chạy xe ôm đi, đúng không? Anh lên rồi. Trên mạng anh tuyển vợ, đúng không? Anh nói là anh có nhà ở quận nhất, ở biệt thự quận nhất, đường mà Trần Hưng Đạo, đúng không? Nhà 38 mặt tiền, tôi có tài sản 50 tỷ, đúng không? Thí dụ nha. Rồi anh lên anh tuyển anh nổ như vậy đó, là anh ra ngoài chợ lớn hay là chợ Bến Thành anh mua vàng giả anh đeo vô khúc gì đó, đầu qua ngày hôm sau hàng trăm cái người phụ nữ vô tìm anh, có phải là anh đi lừa người ta không? Nhưng mà nói thiệt nha, cái đó tôi thì cũng không đồng ý cái đó. Nhưng mà tại sao cái người mà em đang nói về cái câu chuyện của ông nữ đại gia bò và lên trên mạng nổ rồi cuối cùng là không phải tài sản của bà mà anh là binh vực của bà hay là anh là nhân tình của bà? Thôi anh nói cái chuyện đó thì tôi đã nói rồi, tôi là không có ở ngoài, tôi không biết cái gì hết. Không biết gì mà anh gọi điện, anh có ý kiến ấy cò, nói em làm sai là làm như thế nào. Em có dù em làm trong đó có vấn đề, những cái lúc mà em làm sai, khán giả bình luận hoặc là anh góp ý em đồng ý. Đúng chưa? Nhưng mà tại hôm qua giống như có cái ông nào anh đưa lên đó, có một ông cũng ấy, là chung cũng tôi cũng nhắn tin lên trên cái bình luận đó. Anh lên thấy bình luận mà trên đi Khánh Băng là tôi bình luận đó. Nó thẳng luôn đó. Nó thẳng với anh bây giờ, em nói anh nè, anh vợ vô bình luận chửi em cũng bình thường chứ không gì hết, em làm sai có quyền góp ý, anh hiểu không? Nhưng mà ở đây anh nói khán giả là bình luận giống như một cái chiều, một cái chiều thì anh ùa theo, anh suy nghĩ như anh là sai. Khán giả người ta rất là thông minh, anh hiểu không? Người ta nhìn vô cái vấn đề, người ta xem video từ đầu đến cuối, người ta biết cái thật hay giả. Và tại sao mà khi mà em làm về câu chuyện nữ đó ra, không ai làm được mà em làm được?